À, mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào một clip mới nhất vào buổi tối của ngày 3 tháng 5. Thì đến buổi clip buổi tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp, quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Đó, sau đây sẽ là từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để giới thiệu cùng mình nha. Rồi, mã số 1 cho ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình có về được một bộ lư nha. Một bộ này là một bộ lư mini nhỏ nha cả nhà mình ha. Và chiều cao của bộ này á thì tầm khoảng là 28 cm thôi. Chiều cao chân đèn là tầm khoảng là 23. Đó, chất liệu đồng. Ở trên này là có một hình ảnh một con lân, hai bên là hai tay rồng nha cả nhà mình xem nha. Bộ này là bộ nhỏ nha, rất thích hợp mình để những nhà nhỏ, những khu chung cư ha, hoặc là có thể để chung với thần tài thổ địa cũng rất là hay nha. Đây là mã số 1 trong ngày hôm nay. Và mã số 1 thì một bộ như thế này thì bên em chỉ có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.700.000 thôi nha. 1.700.000 ha. 1.700.000. 1.700.000 cho mã số 1 có trong video ngày hôm nay nha. Đây là mã số 1. Rồi, tiếp theo. Mã số 2. Mã số 2 trong ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình còn được mã số 2. Mã số 2 trong ngày hôm nay ha là một tác phẩm bát mã nha, 8 con ngựa ha, tổng trọng lượng là khoảng 12, tổng trọng lượng là khoảng 12,5 kg. 12,5 kg cho mã số 2. 12,5 kg cho mã số 2 của ngày hôm nay. Đây cả nhà mình xem nha, 8 con ngựa ha cho mã số 2. Và tổng trọng lượng là khoảng gần 12,5 kg. Rồi chiều dài tổng thể. Đó, chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 50 cm. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng 27. Và tác phẩm mã số 2 ngày hôm nay có giá vào luôn với cả nhà mình. Tổng mã số 2 ngày hôm nay là 5,5 triệu nha. 5,5 triệu. Đó, 5,5 triệu cho mã số 2 ngày hôm nay ha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Mã số 2. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là quan công hộ pháp. Đó, hai tượng là khoảng 7,5 kg nha. Cho tác phẩm quan công hộ pháp, hai tượng 7,5 kg nha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 30 cm. Rồi, bề ngang tổng thể là khoảng 13. Chất liệu đồng nha. Và tác phẩm này có giá giao luôn với cả nhà mình. Đó, quan công hộ pháp hai tượng như thế này ha. Hai tượng như thế này là 3.500.000, bên em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. 3.500.000 cho mã số 3. Số 3 có trong video mình hôm nay. Mã số 3 ha. Rồi, cái mã số 4. Mã số 4 là còn một bộ lư hơi lớn hơn chút nha. Đây cái này em xem ha. Đây là mã số 4 trong ngày hôm nay. Cũng là một bộ lư nha. Cho mã số 4. Đây cái này em xem ha. Đây mã này là mã số 4 trong ngày hôm nay nha. Một bộ cũng là một bộ lư nữa, tổng trọng lượng khoảng 3,8. Và chiều cao của mã số 4 này rơi vào khoảng là 34 cm. Rồi, bề ngang đỉnh là tầm khoảng là 22. Chất liệu đồng. Và bộ này là bộ lớn hơn bộ kia chút nha. Đây cả nhà xem ha. Đây bộ này rất là hay nha. Bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.400.000. 2.400.000 cho bộ này. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. 2.400.000 cho bộ lư như thế này nha. Đó, cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Là mã số 4. Có trong video hôm nay nha. Mã số 4 ha. Rồi, thứ hai mã số 5. Rồi, mã số 5 của ngày hôm nay là còn được một cái bàn ủi full đồng ha. Cho mã số 5. Đó là một cái bàn ủi full đồng luôn nha. Đặc biệt là con này tổng trọng lượng là khoảng 8 kg. Đặc biệt là cán này bằng đồng luôn nè. Con gà bằng đồng luôn ha. Mỗi bên là 12 lỗ, hai bên là 24 lỗ ha. Tổng trọng lượng là khoảng 8 kg cho mã số 5 ngày hôm nay. Và tác phẩm này 51882, mã số 5 ha. 1882 đây cả nhà mình xem nha. Và có giá giao luôn cả nhà mình một cái bàn ủi full đồng như thế này. Đó. Là có giá giao luôn cả nhà mình 3.800.000 nha. Đặc biệt con này full đồng, cán bằng đồng luôn. Đó, 3.800.000 ha. Cả nhà có nhu cầu liên hệ với em nha. Đây là mã số 5. Mã số 5 có trong video hôm nay ha. Mã số 5. Rồi, tiếp theo mã số 6 nha. Mã số 6 là một cây tiền cốc. Đó, cây này ha. Còn cái cây tiền sông cốc nha. Đó, có hai chú cốc hai bên này cả nhà mình xem ha. Đó, cây này rất là đẹp nha. Quay một vòng cho mình xem ha, cây tiền sông cốc của ngày hôm nay. Đó, cây này thì tổng trọng lượng là 3,8 kg ha. Rồi, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 24 cm nha. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 17. Và có giá giao lưu cả nhà mình một cái cây như thế này là 1.800.000 nha. Có hai chú cốc dưới này ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Ở đây là mã số 7. Mã số 7 nha. Mã số 7 có trong video ngày hôm nay nha. Mã số 7. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là có trọng lượng là khoảng 3,4 kg nha. Một con cá quá lông ha. Một con cá
cao quá lồng của ngày hôm nay. Và con này thì chiều cao tổng thể, đó chiều cao tổng thể là 24 cm, rồi bề ngang là 20 ha, chất liệu đồng và có giá giao luôn cả nhà mình 1.900.000 nha, cho con cá chép quá lồng của ngày hôm nay nha, chất liệu đồng ha. Đó, cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha, mã số 8 trong video hôm nay nha. Rồi theo mã số 9 là một cái bát ngang, mã số 9 của ngày hôm nay là một cái bát ngang 3 chân, cái bát ngang 3 chân này tổng trọng lượng khoảng gần 1.8 kg, một cái bát ngang 3 chân ha, chất liệu đồng gần 1.8 kg nha, và chiều cao tổng thể là khoảng là 16 cm, rồi bề ngang là tổng thể là khoảng 22, chất liệu đồng ha. Và cái bát ngang 3 chân như thế này bên em có giá giao luôn với cả nhà mình, một cái bát ngang 3 chân nha, rất là đẹp ha. Đây là mã số 9 của trong video ngày hôm nay nha, mã số 9 ha. Và cái bát ngang như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình, một cái bát ngang thế là 1.200.000, 1.200.000 ha. Cho mã số 9 rồi tôi là mã số 10, mã số 10 có tổng trọng lượng là gần 11 kg nha, khoảng là 10.5 kg, cho một con rồng rất là to ha. Cho mã số 10 của ngày hôm nay, mã số 10 là một con rồng rất là to nha. Đó, và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 35, rồi chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 55, chất liệu đồng và một con như thế này. Đây cả nhà mình cùng xem nha, to rất là đẹp ha, cái giá giao luôn cả nhà mình là 5.5 kg nha, 5.5 kg ha, cho một con rồng rất là to ngày hôm nay. Ở đây là mã số 10 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi, và tiếp theo mã số 11 là một cái hũ cốc dưa tài, là mã số 11 là một cái hũ cốc chiêu tài nha. Đó, hũ cốc chiêu tài cho đây là cả nhà mình xem ha, có 4 chú cốc ha, thể tiền tài tài lộc cho trong cái hũ này đây, cả nhà mình xem đây, rất là đẹp, độc và lạ luôn nha. Đó, hũ này ha có 2, 4, 6 chú cốc, 2, 4, 6, trong chục cốc là 7 ha, chất liệu đồng, đặc biệt là cái này quay được luôn nha. Đó, rất là đẹp, độc và lạ luôn ha, thì cả nhà mình xem đây. Và cái hũ này chiều cao tổng thể tầm khoảng 20 cm, rồi bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 22, chất liệu đồng. Và cái hũ này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình ha, một cái hũ như thế này là 4.000.000 đồng nha, hôm nay sale cho mình 4.000.000 đồng ha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Đó, đây là mã số 11 có trong video ngày hôm nay. Và mã số 12 là mã số cuối cùng nha, mã số cuối cùng là 12.5 kg ha, là con rồng. Đó, con rồng 12.5 kg, đây cả nhà xem nha, một con rồng rất là to, đây 12.5 kg nha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 40 cm, rồi bề ngang là 37, chất liệu đồng ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này là 5.5 kg nha, 5.5 kg ha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp giúp em nha, kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ ha, địa chỉ là huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.